ai sanh con? Mẹ sanh con. 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 Mẹ Hi, thưa xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình Bé Heo Cuộc Sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Hà Bắc. Hai nữa. Hi, tôi xin chào ông. Hi, tôi xin chào ông bà cao sư đã về trên này với kênh Gia đình Bé Heo Cuộc Sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Bây giờ. Tập bây giờ. Con với mẹ. Con với mẹ. Đi xuống ruộng. Đi xuống ruộng. Lấy bột. Lấy bột. Về làm. Về làm. Bánh bao. Bánh bao. Ý sự là tạm mình chia chỗ dây dây nè nè. Na phận sư, khuây cha. Xua bao từ. Đúng không đúng? Đúng. Con hiểu chưa? Con hiểu. Con hiểu rồi hả? Ừ. Con của ai? Của mẹ. Ai sanh con? Mẹ sanh con. Anh hai con tên gì? Em tên Tân Hai Đình. Giỏi quá. Đi, sức khoát. Nãy giờ em về cho bé heo ăn cơm trưa. Giờ bà nội đi ra làm rồi kìa. Đây. Đây nè nè kìa. Xuống. Mày sao bị hơi ta. Nãy về còn có hai đống. Bà nội với chú làm được con đống rồi kìa. Còn đống nữa hết rồi. Ừ. Ngày thì làm hơn nửa vòng vậy đó cô chú. Đó, ngày là làm gì đó. Còn khúc với đó kìa mới là giáp vòng. Bởi vì nó lâu hết lắm. Dòng nó dài thường lường vậy đó. Năm nay tới 7-8 công đất mà dòng thì nó dài. Đằng nào cũng vậy, làm phân nửa, hơn phân nửa dòng trồ. Cũng như là làm cho có một phảnh nè. Đặng mình lái xe này kia quay đầu rồi cho nó dễ á. Xong rồi mình mới làm cái khúc còn lại. Nè nè. Đó, bà nội. Nè nè. Ừ. Chạy rồi đó. Xuống cái là chạy. Dê dê quay lại là mà. Sủa thiên tua mà. Ồ, thay siêu hư hỏi là mà. Xuống cái kêu bà nội ông nội đấy. Nè hay dậu me mà ma. Dậu me mà. Me. Mẹ là à. Có một bà nhung. Tôi tiện khoai chao, tôi xua bao thử. Ừ. Em hỏi bà nội. Em hỏi bà nội còn lúa mạch không? Bột lúa mạch không đem về làm bánh bao. Đó, còn một phút vậy đó rồi mới giáp hết, mới hết một vòng đó cô chú. Làm có hơn nửa vòng. Vô đây bẻ mớp nữa rồi. Nãy giờ em bẻ được mấy trái rồi. Nhìn là thấy mắt nghiền luôn. Trái này còn nhỏ quá. Để ngày mai mốt gì đi. Thôi mình đi về. Bẻ được 3 trái rồi. Bữa nay xuống không có thời gian nấu gì cho ông bà nội ăn. Hồi về làm bánh bao. Cái này thì đem cho mèo. Đem mèo, đem cá này kia rồi cho mèo nó ăn. Đi mua bột bánh bao. Vậy là bánh bao mà không có bột rồi. Em mới đi ruộng về, cái cho bé heo ăn xong rồi chuẩn bị chiều xào mớp nhà nè. Với em mua ít nấm, với thịt heo sắt gọi luôn rồi. Với cái này chuẩn bị hồi nữa đi ruộng về cái xào đem ruộng cho bà nội. Bà nội thèm cái này bữa giờ cô chú. Dễ ai đâu cho mẹ coi ơi. Để lên. Đâu rồi? Này nè. Ai vậy? Với ai vậy? Ai đâu chỉ mẹ coi. Ai vậy này? Ai vậy? Sợi vậy? Cửa cửa khổ vậy. Đó. Thay dặm. Mặt... Vậy anh hai nói với nó nè ông bà cô chú. Này là anh hai nó nè. Cái này là nó nè. Ở dưới là con mua búp bê đó. Em nó hay gì đó. Nó vẽ ở dưới kìa. Trời ơi nó vẽ nè ông bà cô chú. Dạ dưới là muốn sanh em hay gì nè.
Thấy ghê chưa? Bây giờ thì em sẽ xào xào mướp với nấm. Tại vì bà nội nó thèm cái món này á cô chú. Giờ thì dầu cũng sôi rồi, em cho tỏi với hành phi vô. Tỏi với củ hành vô. Bây giờ thì hành phi thơm rồi, vàng rồi, em cho thịt vô. Mình cho nước màu vô, tại vì ông bà nội ăn là phải màu, có màu mới được. Ăn sáng sáng là người ta không có ăn. Rồi bắt đầu mình sẽ nêm trước một ít gia vị, muối, hạt nêm, rồi dầu hào. Xong đảo lên. Bây giờ thì xào được một lúc rồi thì em sẽ cho nấm đông cô vô. Nấm này thì em cũng trụng xong rồi. Bà nội thích ăn xào kiểu này lắm cô chú. Nãy giờ thì thịt với nấm thì cũng mềm mà chín rồi cô chú. Bây giờ thì em sẽ cho mướp. Đây là dăn nhặt chín đây. Dăn nhặt chín của em là mướp. Ăn mướp, mướp xào, mướp nấu canh, mướp hấp. Hôm bữa giờ mướp luộc. Ăn cũng gần cả tháng rồi đó cô chú. Bây giờ em chuẩn bị ăn đến ngày em về Việt Nam luôn. Bây giờ thì cũng chín rồi, mình sẽ cho hành vào. Rồi bắt đầu mình sẽ đảo đều một cái, rồi mình sẽ tắt bếp, mình sẽ mang đi cho ông bà nội thôi. Thơm ngon bổ dưỡng, mướp xào. Đây là xong nguyên một hộp, gấp quá trời luôn, em không kịp để nguội luôn cô chú. Tại vì bữa nay dí hàng em mà lớp em đi ruộng về, lớp em lên đơn chốt hàng cho cô chú á, tại hàng về tới Việt Nam á, cho nên gấp quá à. Bây giờ thì em sẽ đi thôi. Bà nội chú, bà nội khen đẹp, bữa nay có chăng này kìa. Dội xe liền là sang thay. Ủa mẹ dội xe trang kênh nhiệm mạnh can quả là Ủa mẹ tông si Ủa hãy liêu xì phiến hành đua sư Ủa mẹ dội xe trang. Em nói là em không có thời gian phụ bà nội rồi, kêu ông bà nội mướn người đi, đi xuống chờ ra. Thấy câu nữa à? Liêu tiện tua là vả là Ủa chứ gọi xua sang hay Nị lây là Nị trò đánh cày tha can bè. Ủa mấy dội xe trang phụ nị mạnh là Ủa mấy dội xe trang là Mấy dội xe trang sao lại phụ là À Ủa mẹ tông si Ủa mẹ tông si Ủa canh đánh xua Ủa hãy liêu chỉ phín là Mấy dội xe trang là À em nói với bà nội là kiếm người muốn người đi phụ với chú đi chứ em không có xuống phụ được nữa. Mấy ngày nay giao hàng lên đơn này kia cho cô chú ở bên Việt Nam á, rồi chị em lên đơn cho chị với cháu em gửi á, em không có thời gian luôn á. Bữa nay mấy ngày nay thở không kịp thở luôn. Bữa nay xuống nói với bà nội à, kêu bà nội muốn người đi xuống phè ông nội vậy kìa. Cho cho Gia Khang ơi, cho mà sang tết này là sao đi phục này à đó. Hôm nay phục này cả boy cơ sửa bể thu. Na. Nay cơ. Bố sư, bố sư tha cho đi phục chưa giờ. Boy cơ sửa bể thu. Sư này cả rảnh nè. Này cả chiêu sống ở rảnh. Ở rảnh à. Nên nó là hàng Nga đó. Quá trời là. Bữa nay buổi chiều em xuống cái em hỏi bà nội còn bột không, em lấy về đang làm bánh bao. Mà bà nội còn có chút xíu em không có lấy, cho nên em đi mua cũng không có luôn. Người ta bán bao bự không mà, cho nên em không có mua. Thành ra em không có làm bánh bao, em chỉ xào rau thôi. Mà bà nội thấy em xuống cái bà nội kêu với heo đi vô nhà bà nội giữ để cho em làm. Cái mà mấy ngày nay hàng ở bên đây về rồi bên Việt Nam lên đơn này kia đó, em lu bu không có thời gian. Rồi em mệt quá trời luôn rồi em mới kêu bà nội á là coi thuê người làm với chú đi, chứ con bận quá trời con không có phụ được nữa. Khi nào mà con rảnh thì con sẽ xuống. Thì bà nói ừ không sao không sao. Thì lúc này là ông nội đi bán về đó, rồi ông nội lái cái xe nè,
đặng cài cái khoai lang lên, đặng ngày mai sáng làm sớm đó cô chú. Ông nội cũng vừa về tới đó, làm bữa nay về trễ tại vì mấy ngày nay khoai nó nhiều. Thấy ông nội làm cực, rồi em thì lúc này chuẩn bị về rồi lên đơn bán hàng tùm lum, không có nhiều thời gian nữa, làm chạy không kịp thở, có bữa ăn cơm, có bữa em nhịn đói luôn. Cho nên em kêu mà nội kiếm người phụ đi làm từ từ thôi, hoặc là kêu mà thương lái lại bán. Em với cha bé heo với bà nội nói gác cổ luôn, ông nội ừ không, mà rốt cuộc cũng không có kêu. Không phải là em lười biếng mà sợ không phụ ông bà, mà là em sợ ba mẹ cực á, cũng như là kêu ông bà nội lại bán đi, rồi mình chừa lại một ít nào đó đang mình bán từ từ, mình vừa bán mình vừa dưỡng sức, chứ không phải mà làm quá, tại vì lớn tuổi rồi làm quá trời luôn, rồi một ngày nào đó rồi nằm bệnh rồi nằm xuống rồi khổ nữa. Nhưng mà ông nội thì cứ vững dưng là cái lòng tin là tự đi bán, em không biết khi nào hết luôn. Năm nay thì nhiều hơn mấy năm rồi, mà khoai nó nhiều nữa, nó trúng. Năm nay khoai nó trúng đó cô chú, nó bự mà nó nhiều, thành ra ngày nào cũng đầy xe hết trơn á. Nhưng mà ông nội thì không có nghe lời khuyên của ai hết từ đó đến giờ. Bự quá, cái củ khoai này nó giống như là cái củ sắn á cô chú, củ sắn ở ngoài miền Bắc chỉ bằng củ đậu á, nó giống mình cái củ đó nè. Củ bự bự không luôn, bữa nay nó bự quá trời luôn rồi, nó bự nhanh á, nó muốn nứt ra nó hư hết là bán sẽ rẻ tiền đó. Kêu ông nội, kêu thương lái mà ông nội không chịu kêu. Bây giờ củ nào cũng lấy bự bự trơn gì đây, rồi nó nứt ra cô chú. Công chúa đó, Hằng Nga công chúa đó, Hằng Nga công chúa kìa. Nè, qua sau the lấy hồi đi chùa Phan Xi. Vẫn vô hồi tu, vẫn vô hồi tu, lẫn là ba. Nó mắc cỡ, nó không cho ông nội nó nhìn đó. Là trời, nó không cho nhìn đó. Không cho ông bà nội nhìn, mắc cỡ rồi núp núp sau lưng em. Xong á. Nó ta sang si nị là nị xua chà pha. Nè buổi trước cố ý mà. Ông nội mới đi về. Chắc là. Bà nội chê nó tóc giả, nó nói bà nội nói vậy là nói sai, không đúng rồi. Sao lại có bỉa tung nè. Mama lưu chì phí mà dạ, cái hỏi ra mang dạ. Lại canh như vậy này nè, hồi đây nè, dê xăng si là kìa. Thôi mạnh lây là lại bo bói rồi, thôi bụi lây về. Tổ ra. Lê, dê bo bo mới hả? Lại dê bo bói hồi đi là tao. Bo bo chan nước. Bo gó xí lê. À, nó xua thế này. Nó là Hằng Nga, kêu nó Hằng Nga nó mới lại. Kêu mong giả nó không lại. Lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây, lại đây. Lại đây, lại đây. Lại đây, lại đây. Miễn thi gia cày mẹ cơ sĩ bê thu. Lại đây, lại đây. Miễn thi cày mẹ cơ sĩ bê thu. Sang xin nè nè, nè nè, xua thay giả pha. Ồ, oh, chị xua rồi giả pha lạ. Ồ, nó là sấy gây xua đi thấu à? Hẳn tôi chứ, hẳn tôi chứ. Nhìn mình xí phan bè. Nế khớ này gặp là mà. Đỏ nhú rồi lạ, đỏ nhú rồi. Hớ lạ, mà khớ yên xỉn, bố thiện. Nế khớ lạ. Nế. Nế bà trang là khó đỏ nhú rồi. Nhú rồi lạ nhìn chú mấy xe mà. Nếu tôi đi xe thắng mà bố bố tổng. Bố bố tổng. Ông nội đi uống bia nữa kìa. Uống bia uống ăn cơm. Thấy có đồ ăn ngon là ông nội uống bia đó. Này bên xe chồng mơ. Xây cây hay nị mè là. Măng dạ, đi qua chuyện mà măng dạ. Đi thiên hoa là mà. Thì tùy dây dây này nè, đi tùy là mày. Nó, thay chiều nị bo tha nị mấy bo kìa.
Nó nói ông nội không ẩm nó giận rồi. Nói tôi chân pha đi. Nó là giả mà, đi. Lại đây. Nó kẹp hai cái chùm tóc giả, bà nội nó tóc giả cái nó giận bà nội. Giờ nó nói sợ ông nội nói nó tóc giả, cho nên nó không lại gặp ông nội. Lại về bò. Tôi hả lên. Xì xì lại rồi, xì cạn chứ. Ừ, đó là ấm. Ai ông mày hồ đông à nhỉ? Đi xua tha phiêu lẹn đi. Đi xua tha phiêu lẹn. Nó mắc mệt vậy. Đeo hai chùm tóc giả mà nói tóc giả thì giận. Làm thấy mắc mệt thì chứ. Học phiêu lẹn chưa? Xiển là sang đây bên mấy dùng vẫn vô. Ta là chưa về bể xuống này à? Qua ta là. Dạ, 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 thiệt tình chứ. Thấy mắc mệt chưa? Thấy mắc mệt chưa ông bà cô chú? Cho ơi, để cho Gia Khang ơi. Để cho Gia Khang ơi. Ô, hào phiêu liền. Kiểu kìa. Tới lại cho ý cơ. Tới lại cho ý cơ mang dạ thì chứ gì cho mẹ. Kìa ông nội quay với nó vòng. Chỉ ông nội nữa. Chỉ ông nội nữa. Hậm. Bo chèo tha. Đi bo thủy thôi. Bo này. À, mắc mệt chưa. Xiển là. Xiển là cho dê này xì phan. Rồi kêu lại na phan cho nè dê khang đi. Tao mình sầu phan kìa. Kể dê này nè khang đi cho dê này xì phan. Dê dê chi hậu bà hậu xì. Sư qua. Xiển là. Hồi nãy xào cái mẻ đầu thì đem xuống cho ông bà nội hết trơn rồi. Cái mẻ này xào cho cha bé heo. Chị chen xua. Rồi con cho ông cho bà cô chú ơi. Cả nhà ta. Thậu. Rồi cho. Xí giỏ ngay cho mà cô chú coi quay vòng. Giỏi quá. Tay lại cơ. Tay lại cơ. Quá thân thành thằng Nga rồi đó nghe. Giỏi quá. Rồi hát đi. Hát bài Trung Hoa đi. Hát Trung Hoa lạnh đi. Hát Trung Hoa đi. Xong cư Trung Hoa. Chiều là bé là thu trong mai đó, hành tua đó. Rồi, hãy dậu mà. Sàn cây ní xeo xin xin. Mệt rồi. Mấy ngày nay hàng về bên Việt Nam á, rồi chị em với cháu em đóng thùng mà mới đầu làm cho nên không có gành hung á, rồi em phải chốt đơn rồi gửi qua gửi lại lu bu cho nên cũng hơi gắt gối với cô chú, cho nên thời gian mấy ngày nay em quá trời luôn, làm không kịp thở vậy. Rồi cái chị em gửi qua cho em một cái video này nè, là hàng tới đó cô chú, còn một ít nữa à, tới thì cũng nhờ cô chú anh chị thương ủng hộ á,
hết trơn rồi. Còn có mấy bịch ngũ cốc với kỷ tử, với táo tàu à, với ốc chó. Còn bao nhiêu dưỡng nhang này kia đồ hết sạch hết trơn rồi. Lúc này quay lên là còn đó, mà cháu em lên đơn sạch sẽ hết trơn rồi. Đông trùng gì cũng hết. Nhờ cô chú thương ủng hộ á. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Mời cô chú anh chị ăn cơm tối với vợ chồng em nha. Mời cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị ăn cơm. Ừ, giỏi. Rồi xin ba. Em đây. Mời cô chú. Uống nước. Uống nước. Vô, uống nước mà vô như uống bia với cô chú. Bữa nay em đi ruộng về trễ, rồi cho bé heo ăn. Rồi em lên đơn cho chị em bên Việt Nam đóng thùng giao hàng cho cô chú ở bên Việt Nam mua hàng á cô chú. Rồi em về em làm một mẻ cho ông nội đến ruộng rồi. Em quay lại làm cho bé heo một mẻ nữa. Thành ăn cơm hơi bị trễ, mấy ngày nay là gì suốt luôn cô chú. Rồi em á, nãy nói với bà nội á, là em bây giờ bán hàng rồi em lên đơn rồi cho chị em ở bên Việt Nam giao á. Thành ra em không có nhiều thời gian nữa, quá trời mệt luôn rồi, mấy ngày nay thở không nổi. Cho nên anh nói với bà nội á, mẹ ơi mướn người làm phụ chú đi, chứ con không xuống ruộng phụ nữa. Khi nào mà con rảnh thì con sẽ xuống, chứ không có thường xuyên như hồi lần nữa. Cái bà nội nói ừ để bà nội mướn người. Con hãy canh mama xua rồi. Chị mai chồi là anh phụ thơ cam về. Sao là phụ cô liệu rồi. Mấy chị nha. Chưa mai chồi lạnh cam. Chối ra nhiều lắm. Thay nơi bên là thay trang qua mấy cư là sẽ là cửa lưng thay cam. Ừ. Không ạ. Không. Nó ra bất lợi, mình khá là tổ rõ này, nó sao tùy xuống này. Em kêu cha bé heo á, kêu ông bà nội mướn cái chị gần nhà mà làm qua giả không có nhiêu tiền á cô chú. Chỉ là một ngày hai vợ chồng có mấy chục ngàn hả. Rồi em kêu á, kêu ông nội làm, kêu làm đi chắc là chị đó làm. Tại vì ông nội kêu thì một ngày 120 tệ. Chị đó làm hai vợ chồng mà một ngày có 4 đến 50 ngàn hả. Mà cha bé heo nói chắc người ta không làm đâu. Bà chú. Cô chú. Bà chú. Cô chú. Bà chú là什么意思？这儿不是中国，中国的，中国意思是十几二十个。不懂。Việt Nam cô chú, cô chú với sự sư lão rịnh đó. Cô chú. Ừ. Anh chị là sự cưa cưa chè chè đó. Anh chị. Anh chị nhưng phải anh chị. Anh chị. Chị ba. Chị ba. À, anh ba chị ba. Học nói anh ba chị ba nữa. Ta cưa là chiêu anh hai. Ta chị á là chiêu chị hai. Sang chị á là chiêu chị ba. Chị ba, sao mà chị ba? Chị ba sao mà giả cho đấy. Việt Nam chiêu chị ba. Chị ba là sang chị đó. Không có đúng. Không biết mà nói là cãi không. Rình tư pha mà. Quý chưa. Thế sao ai gì nha. Bạn tính về đó. Ra vô sao thì. Chúng ta chưa được. Chưa được mấy không. Dì ba ha. Dì ba. Ừ, ừ dì ba. Chồng em bạn tính là tới về Việt Nam rồi để thăm dì ba. Tại vì cậu em mắc. Có hai cậu mà mắc hết trơn rồi. Còn dì ba. Rồi dì Út nữa. Dì ba, dì Út, liền cho dì. Dì ta sang sư phụ là tốt đẹp hai hả? Nói về thăm người lớn trước cô chú. Chào em nói về Việt Nam là thăm hai dì trước. Người lớn trước. Tì ỉ sư. Chị em em mama. Tê chỉ thêm. Tê ỉ thêm liền thêm. Hai chị chỗ gì? Nhưng mà chị thầy là bà hả? Mà mình đưa tê là chị chỗ gì bà chứ? Tê. Em nói á, đầu tiên về Việt Nam thì về nhà mẹ trước ở 1-2 ngày rồi mình đi thăm dì. Cái chồng em nói không có tới 1-2 ngày đâu. À, buổi chiều tối là mẹ sẽ dẫn xuống nhà dì ba rồi. Tại vì nhà dì ba em gần đó cô chú. Chạy xe cỡ mà 5-10 phút à. Nè, sao hả? Nướng kìa, nướng bánh bao bên đó kìa, chỗ khác. Sao này chỉ là mama hay vô xả mà. Vô xả.
gì ta? Ti dốt ti ai? Hay dụ mợ sáu. Mợ sáu thì là chiêu ma. Chiêu ma là sự xu xù ta xem chưa rồi hả? Có rồi, mấy cô cô thằng nào? Mấy cô cô. Mama. À, cô cô dỗ, cô cô hậu tua. Cô cô dỗ hậu tua. Tôi xin mama của cái gì này? Chồng em nói nghe kể bên ngoài xong không nghe kể bên nội. Em nói có, để nữa từ từ về rồi đi. Quan trọng là ê, đi dạo chuyện mà. Dạo chuyện là gì về. Cô cô hành dõn đi bên. Cô cô hải bia. Cô cô, mình chứ không có. Mình chứ không có bây giờ mà mà không có chứ à. Nên là bà bà đó. Nên là bà bà đó quan hệ. Đi 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 mà mà tổng. Nên là bà bà đó. Chuyện là mấy chuyện. Chuyện là mấy chuyện. Nó dạ nhỉ chứ. Quả mình cũng chẳng đọc cái gì. Chứ mà. Chứ mà. Mày yêu. Yêu yêu. Yêu lão phá phá đẹp. Lão phá chứ nhỉ chứ yêu lão phá chứ nhỉ. Bố nông lão phá chứ. Chứ phá là lão hơ thơ mà. Bố nhỉ. Quả thái này chứ sao. Cháu lão phá cháu sẵn mất. Chú lại bởi đẹp như thế à. Chú. Chú à. Chú phải yêu chú hỏi là cháu lọc yêu cháu yên này. Chú ta tiền. Chú ta tiền mày đánh thiên chén. Nó lớn lên. Chú ta tiền. Chú ta tiền mày thành bia này à chứ mà. Chú ta tiền. Chú ta tiền cô chú thiên kìa. Cô chú. Chú phải yêu chú hỏi là cháu lọc yêu cháu yên này. Yên này. Ê cái cút à. Hay rồi sao mà chồng em nói á, ăn cơm là phải ăn đồ ăn ngon, kiếm vợ là phải kiếm vợ Việt Nam, vợ Việt Nam rất là tốt, vợ Việt Nam là số 1. Nghe chồng em khen hỏi cái lỗ mũi em nó bể luôn. Lỗ mũi em nó bể cái bụng bây giờ nè cô chú. À trời ơi, giờ nãy là gì đó chú có sưng là khẽ bấy khẽ đi hả? Chú vợ Việt Nam sinh con rất là thông minh.是吗？啥都会说，你说一句，他说你两句。是吗？叫 em nói là sanh con nghe cái gì nó cũng nói được hết trơn á, cái gì nó cũng biết hết trơn. Sai bay tay lại nè, hai chầu hai chầu không á? Tôi à. Xin chào tất. 下辈子你十十七我就去啊。十七一朵花会开。别的兄弟们听不听？em nói á là kiếp sau á, có muốn gặp em nữa không? Chồng em nói là không có muốn gặp em nữa, nhưng mà 17 em 17 tuổi rồi được qua kiếm em à. Ôi là giờ thấy gớm á. Chính. 咋的嫌弃啊，喝碗的没了，吃饭我不吃。Video game xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye.